Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với cái xu hướng tiêu dùng mới thì những cái sản phẩm ngoài cái tính công dụng rồi giá cả thì cái tính bền vững cũng như cái tính bảo vệ môi trường thì rất nhiều người lựa chọn, phải không Hồng Hương? Vâng, đúng vậy. Và để bắt kịp xu hướng đó thì tại thành phố Buôn Ma Thuột có một người phụ nữ đang khởi nghiệp với những sản phẩm xanh rất độc đáo. Trong thế giới vải, nhung tăm là loại vải làm bằng chất liệu cotton tông, dễ thấm nước và dễ phân hủy khi thải ra môi trường. Và đây là những chiếc ba lô túi xách thời trang đã được chủ nhân sử dụng vải nhung tăm để sản xuất, thay cho các chất liệu vải dù, vải ni lông, vải da, vân vân. Bên cạnh đó, các loại gia dụng như khăn trải bàn, bọc các loại ghế nệm cũng được thiết kế theo hình thức tái chế, tiết kiệm vải để làm nên những vật dụng đầy tính nghệ thuật và thân thiện với môi trường. Hàng ngày tại ngôi nhà nhỏ này có 5 người cùng làm việc với nhau, vừa ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế mẫu mã, vừa bán hàng trên nền tảng số. Cái túi vải này nè, nó rất là thân thiện với con người. Và hơn thế nữa thì những sản phẩm của mình á, mình không có dùng chất liệu kim loại, mình dùng thuần vải. Các bạn cũng biết khi mà mình dùng thuần vải á, khi mình không dùng nữa, mình xả ra môi trường nó sẽ nhanh phân hủy hơn là da, nhựa hoặc là kim loại. Cũng theo chị Bình, thì nếu ngành hàng ba lô túi xách thời trang mà chỉ chú trọng đưa ra thị trường các sản phẩm thời thượng, đẹp mắt, lại có giá thành rẻ, thì hiện tại các sản phẩm thời trang bảo vệ môi trường đang được khẳng định vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng. Vì thế xu hướng sản xuất xanh tạo ra cảm hứng sáng tạo mới mẻ từ nguyên liệu, kiểu dáng đến cách thức sản xuất, nên nó đã cho ra đời những sản phẩm độc đáo, thể hiện được tư duy văn minh, tiên tiến của người sử dụng. Túi này là tôi thiết kế để đi chợ và có nói chung là cái này có thể gấp được hoặc là giặt và thay thế. Các sản phẩm xanh được nhiều người ưu tiên sử dụng, đó chính là biểu hiện của sự văn minh trong sản xuất và tiêu dùng, giúp lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường theo cách thiết thực hơn.